kiểu mưa này. Đó. Áo không mưa thôi, tới kiểu mưa, mưa dậy nó cũng vậy phải không? Bảo đài vừa báo là bảo vừa có tín hiệu thành phố báo bảo cái là xe học sinh đưa học sinh về liền hết chưa. Thì mấy giờ chứ thường thường là 5 giờ 4 5 giờ học sinh mới tan trường, nhưng mà có tín hiệu toàn thành phố báo bảo cái là xe học sinh bên đường đưa học sinh về liền. Hôm nay tự nhiên bảo chưa thấy không, không phải là tôi khen Mỹ nha, hay nữa đó, hay vừa báo bảo là coi báo toàn thể các cái gia đình, các cái điện thoại, các cái nhà đều là có tín hiệu báo bảo hết. Là tôi đang làm thật thường không có cái gì mà nó kêu quá rồi kêu ai giờ đâu kêu báo bảo. Đó là xe học sinh bắt đầu chạy cắt xe chạy ngay với học sinh về thì phải không đó, hiểu hay không? Bảo con thiện ơi, cái năm thứ hai gạo của tôi đó, cái tôi đầu tôi ngủ trưa đó, ra ngủ trưa điện thoại leo cắt, cái điện thoại bà, điện thoại di động đồ đó úng tùm, leo báo bảo, là coi như là vậy cái là tại mưa vậy đó, tôi khiếp đảm gió, gió mưa rồi đó. Các xe cái học sinh các xe là nước học sinh liền đó, trời mưa rồi mấy cái cây tôi hôm nay nó ngập lụt hết lên rồi nhưng mà không có sao, mới làm cỏ tập trên ô như là không bão lớn rồi. Trời ơi bão táp mưa xa, một dương dân ca đâu có thể gánh giác nổi tân hà một phần chưa 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 lâu lắm rồi nghe từ từ đó trời gầm trời chớp đẹp đẹp quá mưa quá lớn. Trời gầm nhớ quê hương không, ở bên mình là ít ít nghe trời gầm lắm đó các chị nha. Trời mưa cái hồ sen, quên một xe mưa nước này không khỏi khỏi bơm khỏi bơm rồi sen mừng quá ha con, sen mừng quá sư phụ ơi, sen mừng quá rồi nước là có nước rồi sư phụ ơi. Mà tưới 3 ngày không bằng 1 ngày mưa coi đó quý vị. Ai ơi coi bên sóc tôi tin kinh trái cây cũng phải cảnh trên ăn vậy đó, ăn cái lỗ vậy đó. Thủy và Bình nó xong. Rồi trận mưa quá lớn rồi. Mà là mưa lớn thì nó ngưng lẹ ha, mưa chậm thì nó ngưng lâu. Đã không sạch sẽ đường phố rồi. Còn mưa nữa, còn đám mây mà, quá trời mây mà. Mưa nữa nó chưa hết đâu. Cái gì thấy coi tôi trồng hồng đẹp không? Hồng đại đó là thấy không? Đó, quá hồng quá rồi bự không thấy không? Ngồi đã 4 bông nữa đó. 4 bông nữa nè, tôi đẩy đó không nữa.
Nó nè, con tiền thứ sáu này mới vỗ cỏ sạch trơn không? Đó thấy không? Cỏ sạch trơn tính trồng trồng hoa ở phía trước. Rồi thứ hai nghĩ là mình phải làm việc mấy tiếng đồng hồ. Cái đi vô vô cái mấy ông già tới chơi. Tới chơi xong rồi ăn hết con ngụ luôn. Trời, cái đò ghé bữa bữa thứ bảy mà nấu cơm tới bữa nay mới hết. Hết xong cái ăn cơm mà ngon quá. Nằm ngủ giấc. Nằm ngủ giấc nè, đang nằm dưới điện thoại nè. Thấy không, nằm ngủ giấc xong nghe đài nó báo leo sùm cái chuyện gì ngộ nha. Khi có bảo gì có gì cái là nó leo tùm lum trong nhà mình luôn. Nó nằm cái trên thoại nè. Tối có khi cũng ngủ vậy đó, nằm ngủ không giấc. Thôi ra coi sao coi. Một thân một mình lại một mình đó. Ăn rửa tôi là ăn phải rửa liền vậy đó, chứ không có chuyện mà để. Trời ơi, mưa dần tứ tung, quá xa quá xa, quá xa quá xa, mưa quá trời rồi. Mưa thôi, mưa quá. Mình tính nghĩ 18, 8 nước đi kêu, 8 tiền về đây. Chắc ngồi lục chuối đi. Chuối bữa nay chín quá trời rồi. Đi lột chuối không ngon quá à. Chuối thêm không? Chuối quá ngon không? Đi chợ thấy cái là hoài chuối ngon. Không hết. Một đồng 79 một thao. Nghĩa là 3,5 đồng một ký đó. 4 đồng chứ, còn 4 đồng ký, 3,5 đồng một thao. Một phao nó có 4,5 gram mà 4 đồng một cái 900 gram mà. Vậy thì một đồng 79 một phao. Đúng rồi, vậy là 4 đồng đô một kg. 4 đồng đô là bên Việt Nam là 100 ngàn đó. Gần 100 ngàn kg chuối. Thì cái mình ướp miếng muối, miếng đường,
cái đó từ cho nó ngày cho nó thấm, cái sáng mai cái quý vị sên sên sơ sơ thôi, cái rồi bỏ vô túi, bỏ vô tủ đông, chừng nào gói bánh hay là nấu chè chuối hay là gì đó, hay là chiên chuối rồi thì lấy ra ra đá làm. Chứ Mỹ đâu có như Việt Nam được quý vị. Mỹ đâu có mà ra chợ có chú tư liền đâu, nhất là ở tiệm chú băng lạnh nữa. Hiếm có chuối ngon này lắm nè, tôi thấy có chuối ngon là tôi mua hết luôn. Rồi hết mưa rồi. Tụi nó bảo tố cuồng phong gì dữ lắm chứ. Hay là một trận đúng là cũng cuồng phong. Nên luôn. Mà quá trời lạ mưa luôn. Ngứa chân mày, ngứa chân mày, tự nhiên ngứa chân mày, ai chửi mà ngứa chân mày đây. Cái chuối này mình chiên ăn chắc ngon lắm, nhưng mà Hà Tị không dám chiên. Bây giờ mình có bánh, thấy là chuối thiệt còn phải ham mà không dám chiên ăn. Ngon quá, bây giờ mình có bánh.
Nhiều khi về mà không dám bẻ trái ăn, thấy ngon quá. Để dành lâu lắm mới có chuối ngon vậy. Chuối này mà chuối thịt quy vật tử nha, có bánh ra nó đỏ đẹp dữ lắm. Nhưng mà nhớ phải dạng một miếng muối, miếng đường thì nó mới đỏ. Nếu ấy ở quê cho thêm miếng rượu chút xíu vô thôi, ở đó tươi luôn. Nhưng mà cũng có một hai trái sượng, rồi thì mình để cánh nó sượng. Rồi bữa nữa mưa đi ông, cứ mưa đi mà đừng có bão được rồi ông ơi. Ông trời ơi, ông cứ mưa đi mà ông đừng có bão, bão tội nghiệp người ta. Ông mưa cho cây cối nó lên, cho có nước cho người ta uống. Nước kali bây giờ thiếu nước ông ơi. Nhưng mà ông đừng có bảo, sợ bảo lắm. Mưa trên tay em không? Chui trên tay em không? Ai à, cứ mưa sạch ở đây. Rồi ơi, ở Mỹ mang mấy trái xoài sống rồi nè. Có nhiều đó mà qua mua bao. Mua 3, 5, 7 trái
mà bảy đồng bạc đó. Đó kia Việt Nam sầu rụng, Việt Nam rất là sầu rụng. Thôi bớt mưa đi ông ơi, đừng mưa nữa, mà quạt có mưa thì đừng có bão nha.